Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đang đến với kênh YouTube Mốt Hôm. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị công trình của gia đình chú Tiền. Công trình này thì sẽ có địa chỉ tại Văn Giang của Hưng Yên. Về công ty của chúng tôi thì Mốt Hôm sẽ chuyên về thiết kế và thi công trọn gói, phạm vi hoạt động là trên cả nước. Văn phòng làm việc thì chúng tôi có văn phòng đặt tại Hà Nội, Hà Tĩnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Buôn Ma Thuột cũng như là tỉnh Bình Dương. Bất cứ khi nào quý vị có nhu cầu cần được giải đáp, tư vấn hoặc là có nhu cầu thiết kế thi công thì có thể liên hệ đến chúng tôi qua các số hotline sau đây: 096 445 8888, 09240 99999, 08281 33333. Quý vị có thể liên hệ bằng cách là nhắn tin, gọi điện trực tiếp hoặc là liên hệ qua Zalo. Quy trình làm việc của Mốt Hôm thì chúng tôi cũng sẽ có trình bày cụ thể tại trang web maxhome.truc.vn nè quý vị. Quý vị cứ việc truy cập vào thì tại đây chúng tôi sẽ có những thông tin rất là rõ ràng và cụ thể. Ngoài ra, nếu như quý vị muốn xem thêm những mẫu nhà đẹp thì có thể truy cập vào kênh YouTube Mốt Hôm cũng như là kênh YouTube Nhà Đẹp Mốt Hôm. Tại đây thì chúng tôi sẽ có những video mới được cập nhật mỗi ngày, không chỉ là về những công trình thiết kế mà sẽ còn có những công trình đang thi công và cũng như là có cả các công trình hoàn thiện. Quay trở lại quy trình làm việc thì chúng tôi sẽ trải qua các bước sau đây. Đầu tiên là sẽ tư vấn cho quý khách hàng. Bước thứ hai là gặp trực tiếp, ký kết hợp đồng. Bước thứ ba là triển khai hợp đồng. Thứ tư, giám sát thi công và cuối cùng là bàn giao công trình. Đó là một số thông tin về công ty của chúng tôi. Tiếp theo thì quay trở lại với công trình ngày hôm nay. Công trình của gia đình chú Tiền có địa chỉ tại Văn Giang sẽ là một công trình mái thái 2 tầng. Về phong cách thì chủ đạo ở công trình này sẽ là phong cách kiến trúc hiện đại quý vị. Tiếp đến là một số hình ảnh thực tế chúng tôi có ghi lại khi về tận nơi, gặp gỡ, trao đổi với gia đình cũng như là khảo sát đo đạc với khu đất. Giai đoạn này sẽ là giai đoạn thứ hai trong quá trình làm việc nè quý vị, gặp trực tiếp, ký kết hợp đồng, đo đạc kích thước, khảo sát hiện trạng và tư vấn giá trị hợp đồng thiết kế. Đây là hình ảnh hiện trạng mà chúng tôi ghi lại là bàn phong thủy, hình ảnh ký kết hợp đồng. Còn góc nhìn này sẽ là góc nhìn từ trên cao nhìn xuống để chúng ta thấy ở vị trí này là đường giao thông. Còn đây là khu đất của gia đình, vị trí chính xác này sẽ là nơi thi công xây dựng. Tổng hợp những yêu cầu, những mong muốn kèm với đó là mức độ đầu tư tài chính của gia đình cũng như là phân tích dựa trên số lượng thành viên và diện tích của khu đất nữa thì chúng tôi đã lên phương án thiết kế. Đầu tiên là 3D ngoại thất như quý vị thấy trên màn hình. Tổng thể công trình này thì sẽ được sơn phủ bởi gam màu trắng kem, rất là tinh tế và trang nhã quý vị. Vị trí mặt tiền thì chúng ta thấy là những thức cột vuông chắc chắn. Phần trụ cột thì sẽ được ốp gạch, có gam màu đậm hơn để cho chúng ta cảm giác là vững chắc hơn cũng như là trọng tâm được dồn đều về phía dưới phần chân cột ở đây. Rãnh cột thì chúng tôi sẽ sử dụng thêm gạch Việt Nhật để ốp lát. Hệ thống cửa ở công trình này thì chúng tôi sử dụng tất cả đều là nhôm hệ sinh pha kết hợp với kính. Với công trình mang phong cách kiến trúc hiện đại thì chúng tôi đánh giá đây là chất liệu cửa rất là hợp lý. Quý vị thấy bao giờ thì phần diện tích của kính cũng sẽ lớn hơn, cho nên nó góp phần mang đến tầm nhìn đẹp. Khi mà chúng ta sinh hoạt ở bên trong, kể cả khi đóng kín cửa như thế này thì vẫn dễ dàng quan sát ở phía bên ngoài, cũng như là nó sẽ góp phần tạo nên sự gắn kết giữa không gian bên trong với thiên nhiên bên ngoài tốt hơn. Như vậy thì chúng ta sẽ phần nào đó tránh được cảm giác ngột ngạt cũng như là tối tăm và bít kín. Vị trí cửa chính thì sẽ đặc biệt hơn. Cụ thể thì ở đây sẽ là kính 2 lớp, còn ở giữa thì sẽ là các chi tiết nan trang trí bằng đồng nè quý vị. Với cửa 2 lớp này thì không chỉ là để về thẩm mỹ mà nó còn góp phần tối ưu hơn trong việc cách âm cũng như là cách nhiệt. Với mỗi công trình thì từng bộ phận xuất hiện ở công trình đều quan trọng như nhau, kể cả là chi tiết lan can ban công hay là bồn hoa cũng vậy. Với phần lan can ban công ở đây thì kích thước mà chúng tôi đưa ra tiêu chuẩn sẽ là 90 cm. Như vậy thì khi mà chúng ta có vui chơi, sinh hoạt ở đây, đặc biệt là với những gia đình có các bạn nhỏ thì cũng sẽ yên tâm hơn rất là nhiều. Chất liệu cụ thể thì sẽ là sắt mỹ thuật với những đường nét cũng rất là mềm mại uyển chuyển. Tiếp theo, về phần bồn hoa thì chúng tôi thường là sẽ thiết kế ở vị trí ôm lấy phần chân đế công trình. Bên ngoài thì được ốp đá tự nhiên nè quý vị, cùng một loại đá với những vị trí chân tường còn lại luôn. Và khi mà chúng tôi bước vào giai đoạn thi công thì sẽ tính toán đến vấn đề chống thấm để đảm bảo rằng khi mà chúng ta có trồng trọt cây xanh cũng như là hoa ở đây, có sử dụng nước, đất, cát thì nó cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến kết cấu chung ở công trình. Trên màn hình quý vị lúc này sẽ là vị trí mà chúng ta quan sát từ trên xuống với các lớp mái lớn bé giao cắt với nhau rất đẹp. Còn vị trí này thì chúng tôi có thiết kế thêm cửa sổ mái nên là quý vị chủ yếu là với mục đích trang trí. Còn vị trí này là con sơn bê tông giả gỗ. Phần mái sảnh thì bao giờ chúng tôi cũng sẽ thiết kế thấp hơn những vị trí mái còn lại, chủ yếu là để tạo nên cảm giác phân tầng cũng như là có những lớp mái chính, những lớp mái phụ. Như vậy thì khi mà chúng ta nhìn vào sẽ tạo được hiệu ứng tốt hơn về mặt thị giác. Còn đây là vị trí ở phía sau. Đây sẽ là nơi mà chúng tôi đặt vào tét nước thái dương năng, còn phần này sẽ là phần mái che cho khu vực ở phía sau. Tiếp đến là hình ảnh phối cảnh của công trình vào ban đêm, sử dụng thêm đèn ngoại thất sẽ là một trong những yếu tố góp phần cho công trình trở nên lung linh hơn khi về đêm quý vị. Một góc nhìn khác nữa để chúng ta có thể quan sát được rõ hơn về hạng mục cổng và tường rào. Cánh cổng thì chúng tôi sẽ sử dụng là sắt sơn tĩnh điện, bên trên thì cũng có khéo léo tạo hình mái cổng, sử dụng cùng một loại ngói với công trình chính ở bên trong. Còn phần tường bao thì quý vị có thể tham khảo như thế này, cơ bản là chắc chắn, là chỉnh chu, đẹp về thẩm mỹ và cũng đảm bảo là có những khoảng thoáng nhất định để cho quá trình lưu thông không khí tốt hơn và chúng ta giảm đi tình trạng ngột ngạt. Chuyển đến bộ hồ sơ mà chúng tôi gửi đến cho quý khách hàng thì sẽ bao gồm có hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, hồ sơ điện nước và hồ sơ kết cấu. Những thông tin trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công thì chúng ta sẽ cùng nhau xem qua về mặt bằng hiện trạng. Tiếp đến là mặt bằng định vị công trình nè quý vị. Mặt bằng tiếp theo sẽ là bát trạch phong thủy. Công trình này thì gia chủ sẽ lựa chọn thi công xây dựng theo tuổi của con và chúng tôi có đưa ra những hướng tốt để thi công xây dựng công trình. Đó chính là hướng Đông, Đông Nam, hướng Nam và hướng Bắc. Công trình này thì sẽ thi công xây dựng cụ thể là về hướng Bắc, đây là hướng tốt. Tiếp đến kích thước xây dựng, chiều ngang thì sẽ là 8,8 m, chiều sâu ở đây là 14,5 m và diện tích sử dụng mà chúng tôi tính được cụ thể là khoảng 216 m² cho hai sàn. Với công trình này thì gia chủ có yêu cầu chúng tôi sẽ thiết kế cụ thể về nội thất luôn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau xem qua về các khu vực chức năng trước quý vị. Ở tầng 1 sẽ bao gồm có khu vực phòng khách kết hợp với phòng thờ, diện tích là 30 m². Tiếp đến sẽ là phòng ăn 19,5 m², khu vực bếp với diện tích là 9,8 m². Có một phòng ngủ với diện tích là 18 m² nè quý vị và khu vực cuối cùng sẽ là khu vực nhà vệ sinh chung. Trên tầng 2 chúng tôi bố trí một phòng sinh hoạt chung và sẽ có thêm đây 3 phòng ngủ nè quý vị. Hai khu vực cuối cùng sẽ là khu vực giặt phơi và khu vực nhà vệ sinh chung. Để cho quý vị dễ dàng xem hơn thì chúng tôi cũng sẽ có những hình ảnh. Đây là hình ảnh nội thất. Công trình này thì nội thất cực kỳ đầu tư và cũng là một trong những mẫu nội thất mà chúng tôi đánh giá là rất là đẹp, phù hợp với tinh thần chung ở công trình này. Hình ảnh quý vị thấy trên màn hình lúc này chính là thiết kế phòng khách. Cơ bản thì đây sẽ là nơi mà chúng ta đón tiếp khách. Phòng khách thì cũng là khu vực đầu tiên mà khi khách đến với công trình của chúng ta cũng sẽ bắt gặp, cho nên là nó cũng được xem như là gương mặt đại diện của công trình. Bộ bàn ghế thì chúng tôi lựa chọn ở đây sẽ là chất liệu gỗ nè quý vị. Phía đối diện thì sẽ là hệ thống tủ kệ, nơi đặt tivi và có thêm một tấm PVC vân đá để trang trí. Rất là chỉnh chu, một góc nhìn khác để thấy được phòng khách cũng như là khu vực thờ tự. Đây quý vị. Tiếp theo thì sẽ là khu vực phòng bếp kết hợp với phòng ăn. Vị trí của khu vực nấu nướng thì chúng tôi có bố trí vào đây một hệ tủ bếp hình chữ L. Cơ bản thì quý vị có thể lựa chọn chất liệu đó chính là gỗ MDF chống ẩm an cường, phủ melamine hoặc là acrylic. Acrylic thì sẽ có chi phí cao hơn nhưng bề mặt của nó sáng bóng cho nên là cũng sẽ góp phần giúp cho công trình của chúng ta trông đẹp hơn, đặc biệt là lúc nào cũng có cảm giác như là mới mua về. Còn đây sẽ là vị trí ăn uống, một bộ bàn ghế được đặt ở vị trí rất là gần với cửa đi nè quý vị. Đây sẽ là giải pháp về quá trình lưu thông không khí, mang đến cho chúng ta tầm view đẹp hơn. Khi mà ngồi ở đây ăn uống thì cũng sẽ có cảm giác thư giãn rất là nhiều. Vị trí này là nơi mà chúng tôi bố trí vào hệ thống tủ kệ, vừa là có chức năng trang trí và chúng ta có thể tận dụng để đặt vào trong nhiều món đồ. Cụ thể ở đây thì có thể là rượu chẳng hạn. Còn đây là phòng sinh hoạt chung với một bộ bàn ghế, cũng được xem như là phòng khách thu nhỏ, chủ yếu là nơi vui chơi, sinh hoạt, gắn kết các thành viên trong gia đình. Tiếp theo thì sẽ là thiết kế phòng ngủ. Trong tất cả các khu vực chức năng thì phòng ngủ sẽ là nơi riêng tư nhất, cho nên là chúng tôi sẽ thiết kế theo đúng với yêu cầu của chủ nhân căn phòng, phân tích dựa trên tính cách, sở thích, giới tính cũng như là độ tuổi để đưa ra được phương án thiết kế tối ưu nhất nhằm đảm bảo mang lại sự thoải mái, thích thú khi các thành viên sinh hoạt bên trong. Chẳng hạn như căn phòng này nè quý vị, được thiết kế cực kỳ trẻ trung. Phần vách tường ở đây thì chúng tôi sẽ sử dụng sơn hiệu ứng màu bê tông. Giường ngủ thì sẽ là giường ngủ dạng bục, hoặc là thiết kế tủ quần áo thì cũng rất là trẻ trung, tối giản nhưng mà tiện dụng. Còn đây sẽ là hình ảnh của khu vực tắm và vệ sinh. Về cơ bản thì khu vực tắm và vệ sinh sẽ được ngăn cách với nhau bởi một thiết kế cửa kính như thế này. Thì khi mà chúng ta sử dụng nước ở đây cũng sẽ an tâm, không lo việc nước tràn ngược ra bên ngoài. Quay trở lại với hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, trang tiếp theo đó sẽ là mặt bằng xây dựng. Với mặt bằng xây dựng thì sẽ có rất là nhiều các kích thước lớn bé như quý vị thấy trên màn hình. Những kích thước cụ thể liên quan đến các khu vực chức năng, các cấu kiện quan trọng cũng như là khoảng cách giữa các trục. Dựa vào đây thì đơn vị thợ có thể thực hiện thi công dễ dàng hơn. Chiều cao của công trình này nếu như mà chúng ta tính từ phần kết 00 lên đến đỉnh mái ở trên thì sẽ là 11,25m. Tầng 1 thì sẽ có kích thước là 3,75m, tầng 2 là 3,3m, còn phần mái thái thì sẽ là 4,2m. Đặc trưng của mái thái bao giờ cũng vậy, sẽ là độ dốc rất là nổi bật, cho nên không chỉ góp phần giúp cho công trình của chúng ta trở nên ấn tượng hơn, đó là về mặt thẩm mỹ, còn nếu mà chúng ta xét về công năng thì nó sẽ góp phần chống nóng cũng như là thoát nước tốt vào mùa mưa, tránh tình trạng nước mưa ứ động trên phần mái, rất là phù hợp với điều kiện khí hậu ở Việt Nam ta, nắng nóng và mưa nhiều. Trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công thì chúng tôi sẽ trình bày rất là nhiều những nội dung liên quan đến công trình. Chẳng hạn quý vị thấy ở trang số 19 thì sẽ là mặt đứng mái trục DB nè, hoặc tiếp theo thì sẽ là phần chi tiết cột điển hình, chi tiết mái chính, mặt cắt, chi tiết đắp chỉ, mái sảnh v.v. Tương tự như vậy thì quý vị có thể xem cho những nội dung tiếp theo. Kết hợp với hình ảnh 3D thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng biết được những thông tin chi tiết. Trang số 27 sẽ là mặt bằng cầu thang. Với công trình này thì cầu thang chúng tôi thiết kế là 25 bậc, đây cũng là số bậc chuẩn rồi quý vị. Tiếp theo khi mà thi công thiết kế cầu thang thì cũng có một vấn đề mà chúng ta cần lưu ý, đó chính là đảm bảo phải có chiếu nghỉ cầu thang quý vị. Đúng như tên gọi thì đây sẽ là phần mà chúng ta có thể đứng lại nghỉ ngơi. Nó rất là quan trọng cũng như là cần thiết, đặc biệt là trong những lúc mà chúng ta cần phải bưng bê, khuân vác đồ đạc với kích thước to, cồng kềnh thì chúng ta có một nơi để nghỉ ngơi, dừng chân lại trước khi mà chúng ta bước đi tiếp tục thì cũng sẽ rất là hợp lý, tiện nghi và thoải mái hơn. Tiếp đến là phần chi tiết con tiện cũng như là phần lan can cầu thang. Ở đây lan can cầu thang sẽ là kính cường lực với độ dày là 12mm. Tiếp đến sẽ là mặt bằng nhà vệ sinh, rồi mặt bằng lát sàn để chúng tôi chỉ định ra những vị trí lắp đặt các trang thiết bị bên trong. Trang số 31 sẽ là mặt bằng cửa quý vị. Một lần nữa thì chúng tôi sẽ hệ thống lại từng vị trí cửa trong công trình. Sẽ không có một quy định cụ thể nào cho cửa ở mỗi công trình khác nhau, bởi vì chúng tôi sẽ cân nhắc tính toán dựa trên diện tích xây dựng là quý vị, cũng như là số lượng các khu vực chức năng bên trong và cả điều kiện của khu đất nữa. Thì với công trình này các lối tiếp cận sẽ có 3 lối. Đầu tiên là lối cửa chính D1, tiếp đến sẽ là lối đi tại sảnh phụ D2 và cửa hậu D3. 3 lối tiếp cận hướng về 3 phía như thế này là một sự sắp xếp hợp lý. Kích thước thì thường bao giờ cửa chính cũng sẽ là lớn nhất, chẳng hạn quý vị thấy cụ thể ở đây, cửa chính sẽ là 2700 x 2700mm nè. Cửa đi tại sảnh phụ thì sẽ có kích thước là 2500 x 2700mm và cửa hậu thì sẽ có kích thước là 900 x 2700mm. Đây sẽ là phần kích thước tính cả khuôn bao. Với công trình này thì tại vị trí cầu thang chúng tôi còn có bố trí thêm vách kính cố định nữa. Thật ra ngay vị trí này xây tường bê tông cũng không sao. Tuy nhiên với việc mà chúng ta có thêm vách kính cố định như thế này thì quá trình di chuyển cũng sẽ cảm giác thoải mái hơn. Bởi vì phần vách kính nó sẽ hỗ trợ hệ thống cửa trong việc lấy vào ánh sáng tự nhiên. Những trang tiếp theo thì chúng tôi sẽ có trình bày cụ thể và chi tiết hơn từng vị trí cửa trong công trình. Quý vị có thể xem qua với những thông tin liên quan đến quy cách, kích thước, chất liệu và số lượng. Thậm chí là chúng ta có thể xem và biết được chính xác kích thước thông thủy từng vị trí cửa trong công trình. Về các loại gạch ốp lát cho từng khu vực chức năng thì chúng tôi có trình bày tại mặt bằng lát sàn. Mỗi tầng thì sẽ có một mặt bằng riêng. Chẳng hạn như là mặt bằng lát sàn tầng 1, bên dưới chúng tôi có các ký hiệu địa chỉ gạch granite phân đá kích thước là 800 x 800, hoặc là gạch ceramic chống trơn kích thước 400 x 400, gạch ceramic chống trơn kích thước 300 x 300. Còn hai ký hiệu cuối cùng sẽ là gạch granite, chỉ khác nhau về màu sắc thôi quý vị. Những vị trí nào ký hiệu số 1 như thế này, xem ở đây thì chúng ta sẽ biết đó chính là vị trí mà chúng tôi sẽ sử dụng gạch granite với kích thước là 800 x 800. Thường là những khu vực chức năng, khu vực sinh hoạt chung hoặc là khu vực có diện tích rộng rãi thì chúng tôi sẽ ưu tiên sử dụng cùng một loại gạch, và đó là gạch kích thước lớn. Bởi vì như vậy thì nó sẽ tạo nên được sự gắn kết về mặt không gian, giảm tình trạng cắt xẻ cũng như là cho chúng ta cảm giác không gian cơi nới hơn. Bởi vì khi mà chúng ta sử dụng gạch kích thước càng lớn thì sẽ càng hạn chế lại những đường ron nối. Còn với các khu vực đặc biệt hơn, chẳng hạn như là khu vực sân ướt, khu vực nhà vệ sinh, thì đó sẽ là nơi mà chúng ta cần phải sử dụng gạch chống trơn để đảm bảo rằng quá trình di chuyển sẽ an toàn hơn. Tương tự như vậy thì quý vị có thể xem cho mặt bằng lát sàn ở tầng 2. Đây quý vị, vị trí mà chúng tôi ký hiệu số 2 cho khu vực ban công sân chơi ở đây, nó sẽ là nơi mà chúng tôi sử dụng gạch ceramic chống trơn với kích thước là 400 x 400. Tiếp đến thì sẽ là những thông tin chúng tôi trình bày liên quan đến mặt bằng trần và đèn. Cụ thể thì cũng sẽ có cho mặt bằng trần và đèn ở tầng 1 và tầng 2. Tiếp đến là mặt bằng bố trí kẹo mái, bố trí li tô hay là sơ đồ kèo điển hình. Đây quý vị. Chuyển sang hồ sơ thứ hai sẽ là hồ sơ điện nước. Hồ sơ này thì chúng ta thấy là nó cũng sẽ rất là quan trọng. Nói chung tất cả mọi phần trong công trình thì đều quan trọng như nhau. Điện nước thì nó sẽ liên quan đến cuộc sống hàng ngày và cả tính thẩm mỹ nữa. Cũng sẽ liên quan rất là nhiều đến phong cách chung. Chẳng hạn như là đối với việc chiếu sáng, những công trình mà mang phong cách tân cổ điển thì chúng ta cũng sẽ lựa chọn các thiết bị chiếu sáng cầu kỳ hơn, hoa mỹ hơn. Còn với những công trình mà mang phong cách kiến trúc hiện đại, nội thất hiện đại thì chúng ta sẽ lựa chọn những thiết bị đèn chiếu sáng, ưu tiên sự tinh tế, đường nét gãy gọn thôi, và chủ yếu là sẽ không có quá nhiều những chi tiết trang trí cầu kỳ. Ở công trình này, bên dưới của mặt bằng chiếu sáng thông gió thì chúng tôi sẽ có các ký hiệu để quý vị dựa vào đây xem, biết được là từng vị trí khu vực chức năng chúng tôi sẽ bố trí các thiết bị gì. Chẳng hạn quý vị, với khu vực phòng khách thì trung tâm sẽ là quạt trần, đèn chùm nè. Và tương tự như vậy, khu vực bếp ăn cũng sẽ bố trí tương đương. Những vị trí còn lại thì sẽ là nơi mà chúng tôi lắp đặt vào hệ thống đèn đô la âm trần. Riêng đối với khu vực phòng ngủ thì sẽ có thêm một thiết kế đèn khác, đó chính là đèn ốp trần D300. Tương tự như vậy, dựa vào các ký hiệu thì quý vị có thể xem cho các trang tiếp theo, bao gồm có mặt bằng bố trí ổ cắm, internet nè, hoặc là mặt bằng điều hòa, bình nóng lạnh. Với trang này thì quý vị xem sẽ biết được chính xác từng vị trí mà chúng ta sẽ lắp đặt vào máy điều hòa nhiệt độ nè. Chẳng hạn đây sẽ là vị trí cho phòng khách, vị trí phòng ngủ thì chúng tôi sẽ đặt ở đây, hoặc là vị trí của khu vực bếp ăn. Tiếp đến là mặt bằng đây bố trí camera. Rồi quý vị sẽ thấy là có hệ thống chống sét tiếp địa nữa. Những thông tin tiếp theo thì sẽ liên quan đến việc cấp và thoát nước trong công trình. Với mỗi công trình thì nếu quý vị có đầu tư, chúng tôi cũng khuyến khích là chúng ta có thể bố trí thêm hệ thống báo cháy cho khu vực bếp, hệ thống camera cũng như là chống sét tiếp địa. Như vậy thì khi mà chúng ta sử dụng, chúng ta sinh hoạt bên trong cũng sẽ yên tâm hơn rất là nhiều. Tiếp đến là hồ sơ kết cấu. Với công trình này thì giải pháp nền và móng mà chúng tôi đưa ra chính là móng băng bê tông cốt thép, cụ thể sẽ là móng băng bê tông cốt thép Hai Vương. Việc xác định sử dụng loại móng gì thì chúng tôi sẽ cân nhắc dựa trên tính chất nền đất cũng như là tải trọng công trình. Kết cấu thì cơ bản là sẽ gồm có kết cấu phần móng, phần thân cũng như là phần mái. Vậy là ngày hôm nay thì chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị công trình của gia đình chú Tiền có địa chỉ tại Văn Giang, một công trình mái Thái, 2 tầng và mang phong cách kiến trúc hiện đại. Xem qua một lần nữa về hình ảnh 3D ngoại thất của công trình, chúng ta thấy là công trình này thì được thiết kế cực kỳ chỉnh chu. Nếu như quý vị cảm thấy yêu thích công trình ngày hôm nay cũng như là nhiều công trình khác mà đội ngũ của Maxhome đã thiết kế cũng như là thi công xây dựng, đồng thời có nhu cầu thiết kế thi công thì quý vị có thể liên hệ đến chúng tôi qua các số hotline 0964458888, 0924099999, 0828133333. Những mẫu nhà đẹp thì chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tại kênh YouTube Mốt Hôm, Nhà Đẹp Mốt Hôm cũng như là trang web maxhome.truc.vn. Thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đang có rất là nhiều những chương trình quà tặng hấp dẫn. Cụ thể sẽ có 200 phần quà cho khách hàng đầu tiên ký hợp đồng thiết kế trong giai đoạn từ ngày 23 tháng 11 năm 2023 cho đến ngày 23 tháng 2 năm 2024. Những khách hàng này thì sẽ có cơ hội nhận được bộ quà tặng bao gồm có một gương LED cao cấp, một bộ lịch Tết, bầu đèn đô la âm trần và voucher giảm giá 40% khi mua thiết bị vệ sinh. Rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm và dành thời gian theo dõi video ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.